Với những chiếc máy tính từ Motorola thì chúng ta sẽ có một chiếc máy với một mức giá phải chăng một chút. Tuy nhiên thì sẽ phải cắt giảm đôi chút một vài ngôn ngữ thiết kế. Không biết là đối với chiếc Moto G71 thì sẽ có những điểm gì nổi bật? Hãy cùng chúng mình đi phân tích ở trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì chúng ta xét về mặt ngôn ngữ thiết kế, như mình đã phân tích ở đầu video, chúng ta sẽ có một ngôn ngữ thiết kế gần như tương đồng so với những chiếc máy tới từ Realme hay là những chiếc máy tới từ Oppo. Cụ thể là chúng ta sẽ có một phần module camera được đặt trong module hình chữ nhật, được đặt ở bên phía góc trái màn hình của chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một vài những sự tùy chỉnh liên quan đến mặt trải nghiệm cầm nắm, và phần mặt lưng này cũng sẽ giúp cho chúng ta có được một cảm giác cầm nắm có lẽ là sẽ ôm tay hơn. Tuy nhiên thì theo như những hình ảnh rò rỉ và những hình ảnh cận cảnh gần đây thì mình thấy rằng chiếc máy này rất dễ bị bám mồ hôi và dấu vân tay. Thế là còn phụ thuộc vào trải nghiệm sử dụng thực tế của chúng ta, chúng ta không thể nào kết luận được ở bên phía bên ngoài. Tuy nhiên mình có thể lưu ý nho nhỏ rồi cho anh em, đấy là chiếc máy này trong quá trình sử dụng rất có thể chúng ta sẽ gặp phải cái trường hợp đấy là chúng ta sẽ bị trơn trượt hay dễ bị làm rơi máy. Đây là một điều hoàn toàn không thể tránh khỏi được ở trên những chiếc máy nằm trong phân khúc cao cấp hay là những chiếc máy nằm ở trong phân khúc trung cấp như là chiếc Motorola G71. Về những thông số liên quan đến màn hình, chúng ta sẽ có một màn hình AMOLED, và với màn hình này thì tất nhiên là trải nghiệm thực tế của chúng ta thì sẽ không khác gì so với những màn hình AMOLED khác rồi. Không có quá nhiều những sự tùy chỉnh ở đây đâu. Màn hình, máy sẽ được trang bị kiểu thiết kế màn hình, đấy là màn hình đục lỗ. Tất nhiên là với một chiếc máy như thế này thì chúng ta sẽ có một giao diện tùy biến cũng khá ổn. Và để có thể kết luận thì mình thấy rằng màn hình này là vừa đủ dùng ở trong phân khúc tầm giá. Kích thước màn hình thì cũng là 6.4 inch. Và có một điểm lưu ý, đấy là chiếc máy này hỗ trợ 100% gam màu NTSC. Và theo quan điểm của mình, chúng ta sẽ phải đánh đổi một chút. Và đánh đổi ở đây là cái gì? Chúng ta sẽ không có màn hình với tần số quét cao. Với việc không có màn hình tần số quét cao thì mình thấy rằng trong năm 2021 đây là một điểm được cho là thua thiệt rõ ràng. Không biết là anh em đánh giá sao, lần nữa xin anh em hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới phần comment. Tất nhiên là mình sẽ không muốn đánh giá quá nhiều về yếu tố này, vì đây là những cái liên quan trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng của chúng ta. Chúng ta có quyền đòi hỏi vào một chiếc máy có tần số quét màn hình cao, tuy nhiên chúng ta cũng có quyền đòi hỏi một chiếc máy có khả năng hiển thị màu sắc tốt. Cái này là tùy thuộc vào nhu cầu của anh em. Tiếp theo về hiệu năng, máy sẽ trang bị con chip mới nhất của Qualcomm, đó là Snapdragon 695. Kết hợp với đây chúng ta sẽ có sự hỗ trợ của 6 hoặc 8GB RAM và dung lượng lưu trữ là 128GB. Chấm qua một số bài test thì như anh em có thể nhìn thấy điểm số hiệu năng ở trên chiếc máy này đạt 393.787 điểm. Trong đấy thì chúng ta sẽ không cần phải đánh giá quá nhiều về sức mạnh của con chip này nữa, vì cơ bản con chip này sử dụng kiến trúc hoàn toàn mới, và tất nhiên là điểm số trên bài Wireless Stress Test cũng không thực sự là quá thấp. Đồng thời độ ổn định của nó lên tới 99.7%. Đây là một con số thực sự rất lớn đối với những trải nghiệm sử dụng thực tế của chúng ta. Về sạc thì máy sẽ được trang bị sạc với công suất là 30W, cho phép sạc đầy 50% pin chỉ trong 30 phút sạc, và máy sẽ có một viên pin với dung lượng 5000 mAh. Với một viên pin như thế này giúp cho chúng ta có được những trải nghiệm sử dụng gần như là hoàn toàn thoải mái. Tuy nhiên thì không biết là anh em sẽ đánh giá sao với một chiếc máy có mức giá như thế này mà được trang bị những thông số vô cùng ngon, liệu nó có phải phá giá hay không, hay là về khả năng hoàn thiện thì không thực sự quá tốt, thì xin anh em hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới phần comment. Về phần camera thì chúng ta sẽ có một ống kính với camera lên tới 50MP, một camera góc rộng với độ phân giải 8MP và một camera macro với độ phân giải 2MP. Tất nhiên là về giá bán thì chưa chắc chiếc máy này được về thị trường Việt Nam, thì cho nên đây sẽ chỉ là một bài cận cảnh để làm một cái hệ quy chiếu trong phân khúc tầm giá tầm trung mà thôi, để cho anh em có thể dễ dàng hình dung ra một chiếc máy phá giá thì nó sẽ như thế nào. Tuy nhiên chiếc máy này được bán ở thị trường Trung Quốc với mức giá là 1.699 tệ, tương đương khoảng 6 triệu đồng. Và với một chiếc máy 6 triệu đồng có những thông số quá ngọt như thế này khi mà về thị trường Việt Nam thì không quá bất ngờ nếu như chúng ta có một mức giá lên đến tận 7 cho đến 8 triệu đồng. Không biết thì anh em đánh giá sao với chiếc Moto G71, xin anh em hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay sẽ để lại chúng mình xin một like, một share, một subscribe. Nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất. Còn bây giờ thì tất nhiên xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video khác trên kênh YouTube của Viettel Store TV.